Hello, dạ em xin mến chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã đến với kênh kể chuyện của em. Mến chúc mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui và lúc nào cũng lạc quan và yêu đời trong cuộc sống. Thì bữa hôm nay em xin phép gửi đến quý vị câu chuyện nói về cá rô mề chịu sao nổi. Thì cái tiêu đề của em đặt ra nó sẽ gây cho rất là nhiều người tò mò. Ủa, cá rô mề là cái gì vậy trời? Thì cái anh chàng này á, là coi như túm tắt rồi là coi như ảnh dụ một cái chị này, chị đẹp mặn gái quê nữa, quá chồng mà tao nói dụ mấy cái luôn quý vị ơi, vô mấy cái luôn giữa đồng không hiu quạnh. Cái kết tao nói lê lết. Mến mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện mặn, cực mặn nha quý vị. Thì câu chuyện nó nói về ở trong cái làng đó, thì có cái anh này ảnh quá vợ, vợ cũng mất cũng lâu rồi đó. Mà anh này là ảnh với vợ ảnh chưa có con đó, thì thành thử ra anh này mới đầu anh cũng thương vợ ảnh quá, cho nên là không có đi thêm bước nữa. Mà đàn ông mà mất vợ thì giống như là diều đứt dây quý vị. Thì đôi khi nó có những cái nó thiếu thốn mà không biết nói cùng ai, nó khó chịu lắm. Thì anh này ảnh là một người rất là thích câu cá, mà cá rô mà mùa mà nước nổi lên có cá lô cá lóc đó quý vị, là coi như anh này ảnh một tay sát cá luôn. Coi như ảnh câu một cái là tao nói dính hả, tao nói câu nè, thúng nào thúng nấy đầy đầy hết trơn. Ảnh này anh ấy rất là thích câu cá, mà câu cá rất là giỏi. Thì ở gần đó có cái cô gái này, cô này cũng chưa có chồng mà gái quê nữa, nước da trắng mà mái tóc dài mà giọng nói miền Tây dễ thương lắm. Cô này là không hiểu vì sao nữa, ba mươi mấy nồi bánh chưng rồi, ba mấy tuổi rồi, nhưng mà cũng có nhiều người để ý, nhưng mà cô này là dạng như cổ khó, cổ kén cá chọn canh riết rồi, bạn bè ai cũng có chồng hết trơn, có con. Mà cô này thì cổ không có chồng cũng không có con nữa, không có chồng thì lấy đâu có con. Cho nên là cân gái quê mà thành thử ra là cứ tối ngày cứ nấu cơm giặt giũ nhà cửa gì đó giỏi lắm. Thì cái bữa hôm đó cái cô nàng này đang đứng trước nhà mà dạng như lặt rau, mà bận cái áo bà ba thước tha mà nó quên cài một hai cái nút đó quý vị. Thì cái anh chàng anh này ảnh quá vợ đó, ảnh đi ngang qua thì ảnh mới bắt được hai cái rổ cá rô đầy nhóc cá luôn. Thuộc con nào con nấy mập thù lù à. Thì ảnh đi ngang qua thì tình cờ giống như là ông trời đưa đẩy hay sao vậy đó, thì ảnh mới nhìn qua thì ảnh thấy cái cô gái này đang khum khum lặt rau mà dạng như khum khum xuống, thì cái áo mà quên cài nút nó nửa hở nửa kín á, mà đàn ông mà thà không thấy thì thôi, mà cái gì mà nửa kín nửa hở á, khiến cho họ cảm thấy nó tò mò mà nó khó chịu lắm. Thì anh này ảnh mới tiến lại gần, ảnh mới nói chào em. Cái cô này cổ mới ngước lên nói dạ chào anh. Thì ảnh gái quê mà dễ thương lắm, ai chào thì chào lợi. Nói dạ có gì không anh. Em ơi, anh nói thiệt với em á, anh mới vừa câu hai cái rổ cá quá trời luôn, mà anh thấy em bận cái áo đẹp quá, không ấy á, em dán cái áo này nè cho anh nhìn chút xíu thôi. Anh cho em ba con cá rô nè, em nhìn nè, cá anh nhiều lắm, ngon lắm. Cá rô này mà kho tiêu chấm với cái rau mà em mới vừa lặt đó là ngon hết sảy luôn em. Đó, thì cô này có suy nghĩ, nói sao kỳ ta, đàn ông gì mà tự nhiên cái kêu là cho nhịn cái mà cho ba con cá. Ủa nhưng mà mình cho ảnh nhịn cái đâu mất mát gì đâu. Cái cổ suy nghĩ tới suy nghĩ lui, nói dạ được, của mình cũng còn y nguyên mà có sao đâu, mà mình được ba con cá rô nữa. Cái anh này anh nghe nói dạ được thì anh nói nè, anh đưa cho em ba con cá để làm tin đó, để em tưởng anh nói xạo nữa. Anh là đàn ông là anh nói một là giữ một à. Thì cô này cổ dán gan cái thì ổng nhìn cái, trời ơi, tự nhiên máu trong người của ông chạy gần, trời ơi, nó một cái cảm xúc, nó bao nhiêu cái cảm giác mà hồi xưa vợ còn sống nó lùa về, nó khó chịu quá. Thì anh này em nói em ơi, giờ em giúp anh thì giúp cho chót đi, chứ thà là không thấy thôi, chứ anh thấy của em vậy á, anh chịu không có đặng. Bây giờ không ấy á, em cho anh như coi như là gợn cái thôi, gợn vậy nè, là anh cho em á hả là 10 con cá rô luôn. Thì cô này cô thấy vậy, cô nói trời ơi, sao mà anh này được voi đòi tiên, mà đàn ông gì mà kỳ quá, cứ đòi riết à.
Mà thôi kệ đi, ổng rờn cái thì của mình cũng còn nguyên chứ có làm sao đâu, có mất mát gì đâu, phải không quý vị? Thế là cô mới nói dạ được. Dạ được ha, rồi anh đếm cho em nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 10 con cá rô để lên bàn. Đó, để cái bàn bằng tre trước nhà cổ đó. Thì á là cổ mới nói kệ nó đi, mình cũng còn đi nguyên, cũng có mất mát gì, nãy giờ mình được 13 con cá rồi. Mà công nhận con cá này sao nó mập quá. Thì thì ông nội nè, ông mới rờn cái rồi. Cái cô này cổ mới nói vậy thôi em chào anh, em vô em kho cá để chể cơm má la. Cái cô anh này anh khó chịu quá, thà là đừng có bao giờ biết, đừng có bao giờ chạm vào thì nó không có nó không có sao. Bây giờ là tới nước này rồi mà để cho cô nàng này cố đi thì anh này ảnh cứng ngắc hết trơn luôn. Bây giờ là cái người của ảnh là coi như cứng đơ rồi, không có đi được nữa, không có nhúc nhích cục gịch gì á. Anh này anh cà lâm luôn, anh nói thiệt với em á là anh chưa bao giờ gặp cái cô gái nào đẹp như em. Từ ngày vợ anh mất tới giờ anh chưa có một cái cảm giác lạ này, mà bữa nay nó lùa về làm cho anh đi không có được. Nó thiệt với em, bây giờ anh đi không được. Không ấy, bây giờ á em dán cái quần của em chút xíu ơi, cho giúp anh lần chót đi, cho anh nhìn cái của em cái thôi, anh nhìn một cái thôi, anh cho em 15 con cá rô nè, em nhìn nè, cái rổ cá của anh còn nhiều nhóc luôn. Thì cô này cũng nghĩ chứ trời sao kỳ quá, anh này anh cứ kêu mình hoài mà bây giờ mình không giúp ổng thì sao ổng đi được, giờ ổng bị cứng đơ hết trơn rồi. Nó cũng thấy tội nghiệp, mà thấy tội nghiệp cho nên là chịu không nổi thì cô này cổ mới giúp. Cổ mới nói trời thôi kệ đi, dán chút xíu xuống mà của mình cũng còn yên nguyên, mà mình bược thêm 15 cá rô nữa. Cái dạ được, rồi được hả em. Cái bắt đầu cái cô này cô dán xuống, ông này ông nhìn, ông nội cha ơi, ông nhìn một cái tao nói hả, tiếng sét mà tao nói ái tình nó xẹt xẹt ngang người ổng một cái luồng điện. Tao nói kỳ này là, tao nói trong người của ổng là máu nó chạy gần giống như là uống mấy lít rượu đế vậy đó, nó nóng bừng bừng lên luôn. Thì anh này anh nói em ơi em giúp anh kỳ này, em giúp anh đi chứ không thôi là anh chết, anh không thể nào sống nổi hết trơn. Trời, nói dạ sao vậy anh, bây giờ anh bị bệnh tim mà giờ anh thấy cái kiểu này là anh chịu không nổi. Không ấy, bây giờ em cho anh á hả, để vô cái của em chút xíu thôi, là chút xíu thôi. Anh không có nhúc nhích cục kịch gì đâu, anh để cái của anh vô cái của em chút xíu thôi, anh cho em hết cái rổ cá này luôn nè. Em ơi, em giúp anh nha em. Thì cô này có suy nghĩ, cô nói trời khi không cái mình có hết cái rổ cá của ổng, mà công nhận cá trong đây cũng nhiều, mà mập con nào mập polo hay chắc mình đem ra chợ mình bán quá chứ đâu có ăn hết. Cái suy nghĩ của mình cũng còn y nguyên, có sao đâu, để vô có xíu nhầm nhỏ cái gì. Nói dạ được, đưa cái em cái giữa đồng không hiu quạnh không có ai hết trơn á, anh này anh tranh thủ anh để vô mà có chút xíu. Thì ổng giữ đúng lời hứa, ổng không có nhúc nhích cũng không có động đậy. Thì cái cô này hồi đó giờ không có chồng, không có bạn trai, mà lần đầu tiên mà để vô chút xíu như vậy thì cái cảm giác của cái chị này chỉ lúc này là tự nhiên tới công chuyện rồi, tới luôn bất tài ơi. Kỳ này là cái cô này cũng không có chịu được cái cảnh này. Cổ mới nói sao anh không nhúc nhích hay là anh động đậy hay gì, lắc lư hay gì mà sao anh để y nguyên vậy anh. Thì nãy anh nói với em á là anh chỉ để vô chút xíu thôi, tại anh hết cá cho em rồi, nếu mà để vô nữa thì phải cho em cá, mà anh hết cá rồi, cho em hết cái rổ cá rồi, anh đâu còn cá cho em nữa đâu. Mà đàn ông thì nói là phải giữ lời, cho nên anh chỉ để vậy thôi được rồi, anh lấy ra để anh đi về, cảm ơn em nhiều đã giúp anh. Trời ơi, tới đây rồi mà đòi đi về sao được. Để bà nội này tất nhiên bà tới nấy, bắt đầu bà nói chứ bây giờ anh không có về. Anh không có về. Ủa sao về anh? Sao anh không về được với em? Sao với em? Trời ơi, thầy nãy giờ anh đừng có làm. Anh làm tôi như vậy mà anh kêu anh đi về, bỏ tôi giữa chừng vậy tôi biết làm sao giờ. Bây giờ anh phải làm cho nó đàng hoàng, làm cho đúng kỹ thuật. Tôi cho anh hết cái rổ cá này luôn nè. Coi như là kỳ này là cô này cố cho ông này hết cái rổ cá để mà ổng làm cho nó tới nơi, tới nái luôn quý vị. Trời ơi trời, anh này coi như là của ảnh còn y nguyên. Nãy giờ ổng cho cô này cá, ổng được cái mục đích của ổng, bây giờ cái cô này cổ muốn cái mục đích của cổ, cho nên là cổ kêu bây giờ làm cho tôi cho đàng hoàng đi, cho phơ đi, rồi tôi cho anh hết cái rổ cá luôn. Thì đây là một cái câu chuyện mang tính chất kể là chuyện
tiếu lâm vui như quý vị, chứ quý vị đừng có nghĩ là em nói bậy gì tội nghiệp em. Đây là chuyện tiếu lâm tục giảng thanh, cho nên nó mang những cái nụ cười nho nhỏ đến cho quý vị. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh. Nhớ like và đăng ký kênh để đón xem những clip mới của em mỗi ngày nha quý vị. Mỗi ngày là một niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Xin chào.